Xin chào quý anh chị và các bạn. Lâu rồi kênh gia đình TV 8X chưa quay lại ha. Hôm nay kênh gia đình 8X xin quay lại để chia sẻ với các bạn cách mình đi chợ online trong mùa dịch á. Mình có nhiều cách để mà mình mua hàng, mua thực phẩm cho gia đình. Các bạn có thể mua qua Facebook, có thể mua qua hội nhóm. Nhưng mà hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách mình sẽ đi siêu thị bằng cách là mình ở nhà ha, đi siêu thị online á. Thì ở những cái địa phương nơi bạn ở sẽ có rất là nhiều cái siêu thị của Vinmart hoặc là Bách Hóa Xanh, hoặc là siêu thị của Walmart hoặc là Circle K vân vân. Hôm nay mình chọn với siêu thị Vinmart, các bạn ở đường Quang Trung, các bạn kết bạn với cái group mà đi chợ online á. Ở cái khu phố của mình có đưa ra một cái list cho các siêu thị có hàng tiện lợi nè. Tình hình dịch giờ rất là căng thẳng các bạn, mình sẽ góp phần ở nhà, mình không có thể đảm bảo đầy đủ thực phẩm, mình ở nhà mình đi siêu thị bằng cách là đi online. Ở đây là phường, nhà mình ở phường 14 rồi ha. Rồi mình sẽ có bạn giới thiệu vô trong cái group này đi chợ online nè. Ví dụ như Vinmart Quang Trung á, mình chọn cái Vinmart Quang Trung thì ở trong đây có cái anh trưởng nhóm, rồi có mấy cái bạn phó nhóm nữa, người ta sẽ cho mình hàng loạt những cái hình ảnh trong siêu thị vậy nè. Các bạn đi chợ các bạn sẽ không sợ giá cả nó không phù hợp đúng ha, giá vẫn đảm bảo đàng hoàng, hình ảnh như nè. Các bạn mua gì các bạn chọn rồi các bạn lên list hết, rồi người ta sẽ liên lạc với bạn qua một cái bạn phó nhóm ha. Ví dụ như mình xem trong đây nè, con bé nhà mình nó thích uống Ovaltine, hay mình chọn cái Ovaltine vậy mà mình mua là mình mua hộp bằng thủy tinh, nhưng mà nó hết hộp bằng thủy tinh rồi nên người ta cũng chụp hình qua cho mình, người ta hỏi mình lấy hộp giấy không. Yeah. Hoặc là mình mua bánh ông xã, mình thích ăn bánh pizza, bánh bía, đây người ta cũng sẽ chọn bánh bía gửi về cho mình. Hay rồi trong cái hình ảnh vậy nè, rồi sau khi mà các bạn vô trong cái group rồi, các bạn chọn, các bạn lên cái đơn hàng của mình xong hết rồi ha, hoặc là thực phẩm thịt thà này kia đó, nó cũng giá bình dân hợp lý lắm nè. Yeah. Thì sẽ có một cái bạn khác là cái bạn đó phụ trách cái nhóm đi chợ online. Ví dụ như bạn Thanh Hương nè, mình kết bạn, người ta sẽ liên lạc với bạn ở bạn Thanh Hương, rồi sau đó bạn Thanh Hương sẽ hỏi mình cần gì, xong mình nhắn tin đơn của mình hôm nay nè. Đây là cái đơn hàng hôm nay mình cần những cái món mà mình cần mua, mình click hết mình gửi cho bạn Thanh Hương đấy ha. Thì bạn Thanh Hương sẽ cho một cái bạn ở trong siêu thị á, soạn hàng cho mình hết, thì cái gì có thì người ta sẽ nói là lấy cho mình, còn gì không có người ta sẽ chụp hình lại. Vậy thì cái bạn phụ trách đi chợ cho mình là bạn Tường Vi. Đây thêm bạn tiếp theo là các bạn, đây là thật sự là các bạn lấy hàng nè, còn bạn Thanh Hương là bạn trưởng nhóm. Vậy thì bạn đi đến khu vực nào bạn sẽ chụp hình hỏi mình, ví dụ như bánh bía này ha, bạn hỏi em chọn bánh bía kim sa cho chị nha, rất là lịch sự đàng hoàng các bạn. Đây người ta chọn cho mình một hộp bánh bía kim sa, hoặc là muốn Ovaltine thì người ta lấy cho mình Ovaltine ô vân, mà hoặc là bịch miếng mà mình thích nhất ở đây là đi, giá cả nó đầy ra rõ ràng, xong rồi người ta sẽ chạy ra đơn hàng cho bạn. Đây có hóa đơn y như mình đi siêu thị, đây là hóa đơn của siêu thị luôn nè, rồi tổng cái đơn hàng của mình. Đây siêu thị Quang Trung, Vinmart Quang Trung các bạn. Ví dụ như mình mua thịt ha, ở đây mình mua thịt nè, thịt mông nè cũng là 149.000 ký, không có tăng giá gì hết, giá cũng bình thường. Ví dụ như tôm mình đặt mua 1 ký tôm nhưng mà hết rồi, người ta lựa cho mình được 2,5 lạng, rồi cũng có giảm giá đó, áp dụng như sách bình thường đó. Rồi sau đó người ta sẽ đóng thùng đàng hoàng, rồi xong có một anh nhân viên sẽ chở đến tận nhà mình, mà thích nhất là free ship các bạn nên mình yên tâm, không có sợ bị càm ràm. Rồi bây giờ ship cũng khó khăn nữa vì thực hiện cái chỉ thị giãn cách đó, nên mình chọn cái hình thức là đi chợ online gì nè, rồi người ta ship đến tận nhà cho mình, rồi các bạn nhận hàng bạn cẩn thận á thì các bạn sẽ xịt cồn hay là lên trên cái gói hàng của mình á, rồi các bạn để đó khoảng chừng 5-10 phút rồi đó, là các bạn rửa lại, các bạn mang vô nhà là nó sẽ an toàn. Ví dụ như mấy cái hộp bánh của mình đây nè, giờ nó vẫn còn đậm nước nè, là mình xịt cồn lên á, các bạn xịt cồn để khoảng chừng 5 phút đi rồi nó sạch sẽ an toàn. Rồi ví dụ như là còn rau củ thịt cá thì các bạn rửa, rồi sau đó thì mình cất vào trong tủ lạnh mình bảo quản, và tốt nhất là mình nấu chín, đừng có ăn rau sống hay củ sống, rau củ sống nha. Đây các bạn, người ta kèm theo cái đơn cho mình luôn. Sau khi đặt hàng xong xuôi hết, lúc mà ta đang tính tiền á, người ta sẽ gửi cho bạn cái số tài khoản rồi tổng bill. Ví dụ như bill của mình là 928.000 thì mình chuyển cho người ta 928.000. Rồi sau đó thì sẽ có người chở chuyển số tài khoản, người ta sẽ gửi cho bạn khi mà các bạn trưởng nhóm đó liên lạc xong rồi. Cảm ơn mình đàng hoàng. Mà mình chia sẻ một cái bí quyết với các bạn, là cái việc này nè, mà là mình được một bạn, người bạn giới thiệu mới sáng nay thôi, mình vừa đi chợ xong thì giờ khoảng chừng 12 giờ 1 giờ đó là hàng về đến nhà là sáng nay ha.
Rồi nếu mà các bạn muốn sớm gọn thì các bạn nhắn tin đặt hàng từ hôm trước đi, từ đêm hôm trước, thì sáng đó nhân viên người ta sẽ soạn liền sẵn hết và người ta đóng, người ta gửi đến cho các bạn liền trong vòng khoảng chừng 45 đến 60 phút rồi. Rất là nhanh này. Ví dụ như bạn ở quận 12, bạn đặt ở Vincom Quang Trung, ví dụ mình ví dụ vậy ha, nhưng người ta sẽ liên hệ với Vincom ở quận 12 gần đó để người ta xuất đơn hàng cho bạn chỗ nào mà gần nhất và tiện nhất. Đó là cái hay nhất của việc mà mình góp phần ở nhà, mình không có đi ra ngoài, mà cái việc giao hàng cũng thuận lợi nữa. Giờ người giao hàng tiết kiệm, hoặc là mấy anh shipper thì cũng khó, đi lại cũng khó nữa. Nhưng mà đây là thực phẩm thiết yếu mà đi theo cái dạng nại, có cái anh giao hàng của Vinmart đó, thì các bạn cứ yên tâm mà free ship nha các bạn. Cho nên có giống như là mình đi siêu thị, thay vì giờ mình phải xách xe mình đi siêu thị thì sẽ có một người đi siêu thị giúp mình, hộ mình. Giá cả phải chăng bàn hoàng giá theo niêm yết của siêu thị, các bạn cần gì mua. Mà các bạn lưu ý là trong mùa dịch đó, nhiều khi mình mua hàng á không có đủ, nên các bạn thông cảm, mình đưa ra một list rất là nhiều luôn á, mà các bạn trong siêu thị soạn hàng không đủ, các bạn thấy mình thông cảm, thì là hôm sau có rồi mình đặt hàng đơn tiết, rồi mình đặt trễ. Cho nên nếu mà các bạn muốn đặt đầy đủ theo cái nhu cầu của mình á, thì các bạn đặt trước đi. Đó là cách mà mình chia sẻ, hôm sau mình sẽ đặt trước một ngày thì người ta sẽ chuẩn bị sẵn hết cho mình và chuyển hàng đến cho mình. À, bánh nhà thì mình cẩn thận cái đó, mình xịt cồn lên, hoặc là rau củ thì mình rửa sạch sẽ hết rồi mình hãy mang vô trong nhà. Tại vì cảm thấy rất là vui với cái dịch vụ này á. Cảm ơn các bạn ở Vinmart rất là nhiều đã hỗ trợ cho tất cả mọi người. Mong là cái dịch mau sớm qua hết để mọi người trở lại với cuộc sống bình thường. Chứ bây giờ dịch quá chừng bùng phát quá chừng, mình nên cố gắng hạn chế tuyệt đối đi ra ngoài để an toàn cho bản thân mình, cho gia đình và mọi người xung quanh ha. Cảm ơn các bạn đã xem kênh bếp Việt đã trình Việt 8X, tại vì mình có kênh bếp Việt nên mình bị nhầm. Đó là những cái chia sẻ mà mình đã trải nghiệm. Cảm ơn các bạn rất nhiều, lâu rồi mới ngồi để chia sẻ nói chuyện. Cảm ơn nhà mình rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã xem kênh gia đình Việt 8X, và các bạn cũng có thể đi chợ online với siêu thị Vinmart hoặc là Bách Hóa Xanh qua cái group là đi chợ online nha. Bye bye.